Đây là định vị hai gian của nó nè. Thì mọi thứ chúng ta cần thì thương lượng với chủ, chứ bây giờ từ siêu quay gì đó không có anh chủ ở nhà. Xin chào quý khán giả, từ siêu đã có mặt tại cống ngăn mặn Kinh Cục thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trước mặt quý vị đây là chiếc vỏ lãi nghề ủi xịp hoặc ủi te đó. Vỏ này anh chủ nói là bây giờ không làm nghề nữa, ảnh nhờ từ siêu quay lên để tìm chủ mới, giao hết trên vỏ luôn đó. Và bây giờ mời quý vị vô chi tiết nha. Vỏ này anh mua lại của người khác. Chiếc này quý vị không muốn lấy đồ nghề á thì cứ thương lượng trừ ra. Rồi bây giờ vô chi tiết nha. Lên vỏ. Miệng xịp này nè là có 3 miệng. Hai cái gọng của nó là gọng tre lắp keo. Kích thước á bề ngang là 2m2. 2m2. Còn bề dài á là 10m9. Còn chiều cao này cỡ 1m nè. Chiều cao cỡ 1m. Giao hết đồ luôn nha. Giá thì 90 triệu. Chút nữa sẽ vô phần máy. Mua lại của người ta, nó cặp thêm dây ga nữa nè. Công xích thì bền lắm. Giờ anh chủ có công việc trên bờ, cứ gọi cho ảnh nha, số điện thoại trên màn hình đó. Trên đây mui thì lập ton. Tay ra số inox nè. Ai yếu vốn đem về mau lấy vốn lắm nha. Mình không làm nghề này thì mình làm nghề khác. Thiếu gì chuyện. Đèn đuốc thì còn hết, khỏi lo. Rồi vô phòng máy nha. Ở đây là máy điện nhỏ nè. Còn phần định vị ảnh đem lên bờ rồi. Đây máy điện nhỏ 90 triệu nha quý vị. 90 triệu thương lượng với chủ. Không lấy đồ nghề thì trừ tiền thôi. Ở đây cây neo nè. Neo đường dây neo. Neo còn khá là được nha. Rồi vô đây còn gầm máy. Máy này anh chủ nói là máy 4T100 mua nghĩa địa. Đại tu dần hơi rồi. Bao cô bích tăng đa. Hộp số này là hộp số 4 tua. Hộp số 4 tua. Còn cái lắp của nó là 55 ly. Lắp inox 55 ly. Chân vịt hao 4 cánh. Bánh lái là inox. Đây bình của nó nè. Cái. Còn ở đây á là phi dầu chạy. Chủ nói là tặng cho quý vị một can dầu chạy về. Ở đây anh chủ thì không có nhà, cho nên thì không có nổ máy nha. Quay sơ cho quý vị xem vậy đó. Cứ thương lượng với chủ. Thôi đi lên. Gọi cho chủ nha. Không lấy đồ nghề thì trừ tiền ra. Này 90 triệu. Nói chung là bây giờ quý vị làm chiếc này á, nếu mà để đi đánh bắt được luôn á, bộn tiền đó. Chiếc này bây giờ làm là hơn 150 triệu. Hơn 150. Đây là định vị hai gian của nó nè. Thì mọi thứ chúng ta cần thì thương lượng với chủ, chứ bây giờ từ siêu quay gì đó không có anh chủ ở nhà, cho nên là không có nổ máy được. 90 triệu nha. Không lấy đồ nghề thì trừ tiền ra. Dễ lắm. Ở đây chủ này cũng thoải mái lắm. Quý vị cứ gọi cho anh chủ. Chiếc này đem về là mau lấy lại vốn nha quý vị. Làm mấy nghề mé 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 mé.
đồ ngày đầy đủ á. Cứ gọi chủ nha, bye bye, hẹn gặp lại nha.